Kelme. Kelme. Ồ, Kelme. Này tôi hỏi thật nhé, thời gian vừa qua liệu quảng cáo của Kelme có hiện lên trang Facebook của các ông không? Với tôi thì là có, và tôi bị ấn tượng bởi thiết kế của những cái đôi giày này. Và hôm nay là quyết định review một mẫu giày trong số đó cho anh em. Xin giới thiệu với các bạn Kelme Instinct. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Đây là hãng thể thao tới từ Tây Ban Nha, thành lập từ năm 1966, chuyên sản xuất giày và trang phục bóng đá, futsal, bóng rổ và chạy bộ. Ở Việt Nam tôi mới biết được hãng Kelme có giày đá bóng khi mà họ chạy quảng cáo trên Facebook thôi. Còn trước đó biết tới Kelme nhờ việc là họ tài trợ quần áo cho một số câu lạc bộ tại V-League như là Nam Định, Hồ Chí Minh hay là Hà Tĩnh. Và có lẽ anh em cũng đã từng nhìn thấy hình ảnh này rồi một lần đúng không nào? Minh chứng cho việc quần áo Kelme rất là tốt. Và tra ra thì toàn là từ 4 đến 500, hơn 500.000 một bộ. Mức giá có phần khá cao so với tầm tiền mà đại đa số anh em muốn bỏ ra. Nhưng mà chắc chắn là tương lai tôi sẽ làm một bộ nha, để xem chất lượng ngon như nào. Quay trở lại với mẫu giày ngày hôm nay nào anh em ơi. Đây là Kelme Instinct. Trên Facebook thậm chí còn không có tên của mẫu giày này khi mà Kelme gửi ảnh cho tôi. Giày Kelme màu xanh lá, hơi thiếu thuyết phục. Tôi biết cái tên này khi mà nhìn vào phần lót của đôi giày anh em ạ. Nhưng mà tôi bị ấn tượng bởi cái ngoại hình chất lượng của đôi giày này, mà tầm giá chỉ có 599k thôi, nên tội gì mà không xúc về review cho anh em nhỉ. Trọng lượng của một chiếc size 40 ở đây tôi đang có trên tay là 295g. Từ từ, nghe tôi nói nốt đã, mọi thứ nó không như các ông nghĩ đâu. Vì trọng lượng như vậy nên là trên tay khá là đầm. Sự đầm của đôi giày này nó đến từ việc nó có một cái upper và bộ đế dày dặn, chất liệu rất chắc chắn. Upper thì sờ vào thấy da tổng hợp có độ mềm rất thích tay, cùng với nhiều đường khâu với những chỗ phồng lên đẹp êm. Ngoại hình khiến tôi ấn tượng xong, tới chất liệu còn làm tôi ấn tượng hơn. Bộ đế chúng ta thấy em nó cao và dày hơn mặt bằng chung của các mẫu dưới 1 triệu. Còn phần dày lên này không phải là đệm giảm chấn đâu nha, thiết kế vẫn giống y hệt như cái đế bên dưới thôi. Với một số anh em thì có thể thiết kế này nhìn hơi cồng kềnh, nhưng với tôi thì nó sẽ tạo ra sự đầm chắc và không có cảm giác chênh vênh. Đúng là hãng châu Âu nên họ thiết kế khác biệt thật. Chất đế tuy dày dặn nhưng không hề bị quá cứng. Sờ trên tay thấy có nhiều sự đàn hồi, như thế này sẽ tạo ra cảm giác chạy sướng và êm chân đây. Nhưng mà chắc là vẫn sẽ phải thuần cho đến mềm hẳn anh em ạ. Thì chỉ 599k thôi mà, chúng ta không thể đòi hỏi nhiều thứ cùng một lúc được. Bộ đế thì gồm nhiều đinh, to nhỏ khác nhau và có nhiều hình thù. Chất đinh thì chắc chắn, độ dài thì đủ dài khiến cho tôi cảm thấy yên tâm. Quả lót này sờ chất lượng như là những dòng Nike Adidas trên 1 triệu anh em ạ, xịn hơn hẳn trong mấy ông cùng phân khúc luôn. Cái này thì chưa bao giờ nói, nhưng mà dây giày này cũng là một loại mà các hãng Việt Nam nên làm, sẽ làm cho các đôi giày nhìn nhanh nhẹn và dễ kéo xiết hơn. Mà thật ra không chỉ có hãng Việt Nam, mà tôi nghĩ là Mizuno cũng nên làm dây kiểu này chứ. Thực sự luôn, dây của Mizuno phải nói là tệ. Lưỡi gà như này thì lệch là cái chắc, nên là ai kỳ vọng là nó ổn, ở cái mảng này thì không nên kỳ vọng nhiều anh em ạ. Lót thì là vải lưới, phải nói vải lưới kiểu này là cái loại tôi không thích chút nào khi mà nói về vật liệu làm lót gót. Mấy đôi có lót gót kiểu này thì toàn bị nhấc, lại còn phân khúc dưới 1 triệu nữa thì chết tôi. Nhưng được cái là có phần khoét sâu ở bên dưới này. Thế này thì có chắc gót hơn không? Mong là có anh em ạ. Cảm giác ban đầu xỏ thì rất êm ái, mềm mại từ bộ đế tới upper. Cảm giác nó hơi giống với Tiempo 7 Pro Ronaldinho anh em ạ. Một mẫu giày tôi thấy là đầm và chắc chắn ở trên chân. Và công nhận là đi đôi này không giống với cảm giác đôi giày nào từ những hãng Việt Nam anh em ạ. Một bộ đế cao chắc chắn, nhiều độ đàn hồi ở đế và đặc biệt là ở khu vực nhón chân. Đế dày dặn, êm mềm nhưng không hề có một cảm giác dễ bị giãn form anh em ạ. Và đây là một lưu ý khá rõ ràng, mẫu giày này là dành cho người chân thon và vừa, còn chân bè thì đi sẽ bị bó ngón út và vì mũi khá nhọn anh em ạ. Găng bàn chân thì ok nha, tôi không thấy bó ở găng bàn chân, nhưng mà mũi chân thì anh em chân bè hết sức lưu ý, có thể hơi nước sôi một chút với đôi giày này thì cũng là việc nên làm. Trải nghiệm trận đầu tiên với tôi thì thực sự là khá bất ngờ khi mà chân không có cảm giác bị cồng kềnh, xử lý bóng khá mượt. Trọng lượng của giày thực sự không ảnh hưởng tới tốc độ và những pha đi bóng của tôi, phải nói là uyển chuyển và mềm mại đấy anh em ạ. Upper mềm mại nên đem lại cảm giác bóng tốt, không phải là một cảm giác chân trần như những gì tôi có ở những đôi upper mỏng, nhưng mà upper này đủ sự linh hoạt để làm anh em hài lòng đấy. Đinh thì nhiều hình dạng và độ dài như thế này thì bám sân tốt, tôi không gặp vấn đề gì khi đang đá cả. Và sự dày dặn của bộ đế này ở trong trận đấu đầu tiên tôi có cảm giác là mình bị mỏi gang bàn chân các bạn ạ. Gang bàn chân không hề bị bó nha các bạn, nó chỉ bị mỏi thôi bởi vì cái đế nó chưa được mềm hẳn. Vậy nên là cảm giác này nó sẽ dần dần nó hết theo thời gian khi mà cái đế nó đã mềm rồi. Nhưng mà sự dày dặn êm ái đàn hồi mà cái bộ đế này nó mang lại thì thực sự là tất cả những cái đôi giày của Việt Nam tầm giá dưới 1 triệu hay kể cả là những đôi Mizuno ở tầm giá dưới 2 triệu cũng không thể nào có cảm giác chạy sướng bằng đôi này được các bạn ạ. Còn một điều thú vị nữa là cái gót này, trông thế thực ra mà làm không bị nhấc gót đâu các bạn ạ. Đầu tiên sờ chất liệu thì khá có vẻ là trơn đấy, nhưng mà khi mà xỏ chân vào rồi di chuyển trong trận thì tôi cảm thấy là nó không có một cái cảm giác xô lệch nào xảy ra cả. Mặc dù là size này là tôi đi không phải là size chuẩn nhất đối với tôi, nhưng mà cảm giác lockdown thì vẫn thực sự là ok. Nhưng mà có một cái điểm này, đó chính là cái cổ giày và cảm giác là cái cổ chân tôi ấy, cảm giác nó hơi bị, nói sao ta, nó không phải là kiểu bị hở ra, nó không phải là kiểu bị lỏng lẻo, mà thực sự nó nhờn như kiểu nó không ôm khít các bạn ạ. Bởi vì vốn form của đôi giày này, cái cổ này nó làm rộng, cổ chân của tôi to nữa, thế nên là tôi không có cảm giác bị kiểu khó chịu lắm. Nhưng mà thực sự thì nếu như mà ai có cổ chân nhỏ hơn thì đi cái đôi giày này vào khả năng tôi nghĩ là cũng sẽ kiểu bị hở một chút đấy. Thế nên là cái cách buộc dây tạo lỗ tôi đang áp dụng ở đây là các bạn cũng nên thử nha. Rất dễ thôi, các bạn cứ xỏ thẳng lên ở cái lỗ như thế này và vòng dây ở đầu bên kia qua cái lỗ vừa tạo bên này, và thế là được thôi. Di chuyển ban bật trên sân thì mượt mà, những đường chuyền và bấm bóng đúng là không thể chê vào đâu được. Ngoài ra sút bóng thì vì giày đầm nên là sút cũng rất đầm chân, ra chân phê lắm anh em ạ. Và như mọi người nhận xét là giày này giống giày futsal nên mũi nó bo tròn lên cao, vậy đến những cú chích mũi tôi cũng đánh giá cao luôn. Tổng kết lại thì tôi đánh giá Kelme Instinct là một mẫu giày phù hợp với người chân thon và vừa. Chân bè thì cũng ok đi được thôi, nhưng mà anh em sẽ cần thời gian thuần, ít nhất là trong khoảng tầm từ 2 trận đổ lên để có thể chân mình đỡ bị đau ở cái chỗ ngón út này. Ngoài ra thì đây là một đôi giày có một trọng lượng khá là đầm, thế nên là ai mà thích một đôi giày đầm hay là không quan trọng về trọng lượng của đôi giày thì có thể hoàn toàn ok với đôi này. Còn ai mà thích một đôi giày nhẹ thì có lẽ đây không phải là gu của anh em đâu. Cá nhân tôi cũng không gặp khó khăn trong trận đấu khi mà tôi di chuyển, thực hiện những đường chuyền hay những cú sút. Nhưng mà với những ai mà thích sự nhanh nhẹn tốc độ ở trong lối chơi của mình thì đôi giày mà nặng tới 295g trong một chiếc thì có lẽ không phải là một sự chọn hợp lý. Lưu ý về size số của đôi giày này là tôi đi size 40 ở đây, nhưng mà thực sự là vẫn bị thừa mũi. Chuẩn nhất của tôi là tôi phải đi 39 anh em ạ. Thực sự thì Kelme đã tư vấn cho tôi size 41 cơ, nhưng mà thực sự lúc đấy tôi mua về tôi đi thử mà nó rộng như một cái thuyền vậy. Nhưng mà cái bước tiếp theo xử lý là lỗi của tôi sai khi mà tôi đã lựa chọn size lùi về 40 thôi, chứ không phải lùi về 39, mà trong khi thực sự cái cảm giác đó là tôi phải lùi về 39 mới chuẩn. Tôi cứ 50-50 suy nghĩ và cuối cùng là lùi về 40 chứ không phải lùi về 39 anh em ạ. Hơi tiếc một chút. Cảm giác đi tất giày với đôi giày này thì cảm giác nó cũng ok thôi, nhưng mà thật ra mũi nó vẫn thừa một xíu. Thế nên là những anh em nào mà chân nhỏ hơn chân tôi chả, anh em đi Bata 39, đi Bata size 38 thì chắc chắn là sẽ kiểu không có size của đôi Kelme này. Vậy nên là anh em đi Bata size nào thì đi con Kelme Instinct này lùi xuống một size nha. Ví dụ như tôi là đi Bata 40 thì con này là tôi đi 39 là ok. Và ở đây trên màn hình này anh em có thấy là rất nhiều những mẫu giày Kelme khác có những thiết kế rất là hay ho và tầm giá thì cũng khá là ấn tượng và thu hút đấy. Và nếu như anh em muốn tôi review thì hãy để lại một ý kiến ở dưới phần bình luận nha. Và trên đây là tất cả những đánh giá của chúng tôi về Kelme Instinct. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về đôi giày này nha. Và cuối cùng thì đừng quên thích và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra ở bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.